Vì có một số vị mới thì cho các vị đó thọ chung luôn ha. Kính thưa sư, pháp quán tâm từ trong lúc hành thiền có phạm vào giới tham ái và giới chánh niệm tỉnh giác không? Tham ái và chánh niệm tỉnh giác. Quý vị không hiểu cái gì là giới. Quý vị cần phải phân biệt cái gì là giới và cái gì là phận sự. Giới là năm giới, tám giới, sa di 10 giới, tỳ kheo 227 giới, đó là giới. Còn cái phận sự là gì? Là sự không có dễ vui, là sự chánh niệm tỉnh giác, là sự phòng hộ tâm thu thúc các căn, đó là thuộc về phận sự chứ nó không thuộc về giới. Có những cái vừa là giới vừa là phận sự, có những cái là giới không phải là phận sự, có những cái là phận sự không phải là giới. Khi chúng ta thực hành tâm từ á, phải phân biệt giữa tâm từ và tâm ái. Sự khác biệt nhau á, nó nằm ở cái trạng thái của tâm. Khi tâm tham ái, cái trạng thái tâm tham á, nó khác với trạng thái của tâm từ. Quý vị hành thiền rải tâm từ từ sáng đến giờ thì quý vị cũng biết rồi, là trạng thái của tâm từ á, nó không giống với trạng thái của tâm tham. Đó là hai trạng thái tâm khác nhau. Trạng thái tâm từ là trạng thái tâm đại thiện, trạng thái tâm tham là trạng thái tâm ác. Hai cái đó đâu có giống nhau. Và để cho tránh cái việc là quý vị khi mới thực hành còn bị nhầm lẫn, thì sư có nói với quý vị là không có rải tâm từ cho người khác giới, mà sư chỉ kêu quý vị rải tâm từ cho người cùng giới thôi. Thì như vậy quý vị sẽ tránh được giữa việc nhập nhằng giữa tâm từ và tham ái. Còn thế nào là chánh niệm? Cái người hỏi quý vị cũng không hiểu chánh niệm là cái gì. Chánh niệm, nếu như nó ở trong cái bát chánh đạo thì nó là tứ niệm xứ. Việc thực hành rải tâm từ không phải là việc thực hành tứ niệm xứ. Việc thực hành tâm từ á, nó thuộc về chánh định, nó thuộc về thiền chỉ, nó thuộc về thiền định nha. Cho nên sư mới nói là người hỏi không có phân biệt được. Khi nào quý vị thực hành tứ niệm xứ, lúc đó mới là chánh niệm trong tứ niệm xứ. Nhớ cái điều đó, phải phân biệt ha. Còn khi mà sư hướng dẫn quý vị thực hành rải tâm từ, nó thuộc về chánh định. Còn tâm sở niệm thì chắc chắn là phải có. Vậy nếu quý vị không có tâm sở niệm, quý vị không thể nào lưu tâm tập trung về đề mục tâm từ hết. Chẳng qua là từ xưa tới giờ á, quý vị một là tập trung vào hơi thở, hai á là quý vị tập trung vào tứ niệm xứ. Mà sư nói tứ niệm xứ thì cũng có nhiều vị thực hành nó chưa có đúng cái tứ niệm xứ đâu. Rất ít người chịu thực hành đề mục rải tâm từ. Trong khi đó đề mục tâm từ là một đề mục cực kỳ quan trọng đối với đời sống cư sĩ. Thậm chí đối với đời sống cư sĩ, cái đề mục tâm từ là đề mục bảo hộ quý vị. Nó quan trọng hơn đề mục hơi thở. Bởi vì nó phù hợp hơn. Quý vị có thể
tùy lúc mà rải tâm từ, bất kỳ lúc nào cũng có thể được. Nhưng quý vị không thể làm điều tương tự đối với hơi thở. Hơi thở đòi hỏi chúng ta có sự chuẩn bị nó nhiều hơn. Đề mục tâm từ là một đề mục hiếm hoi mà hàng cư sĩ quý vị, dù là sinh hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể rải tâm từ được hết. Và nhớ, đề mục rải tâm từ nằm trong bốn vô lượng phần, thuộc 40 đề mục thiền chỉ, nó thuộc về thiền chỉ Samatha.